Xin chào tất cả các bác và các anh em. Có lẽ rằng là các anh em khi quyết định gửi vang số cho em căn chỉnh thì ai mong muốn rằng là em chia sẻ và muốn lên một cái clip ngắn để cho các anh em có thể là nghe được cái chất âm mà em làm và có thể nghe được cái cấu hình cũ và mới đến như thế nào. Thì có một chú em là gửi cho em một chiếc vang số audio king HS90B và chú này thì cũng có đề nghị là như vậy là lên clip để cho chú ấy xem. Thì chú ấy dùng chiếc vang này với một cục đẩy và loa giáp loa dựng thôi, một đôi loa dựng, loa bát 30 dựng. Thì cái dòng vang số của audio king ấy, kể cả 60 hay là 80 hay 90 ấy, là chất âm khá là đẹp đấy. Nó tức là về cái effect là nó mềm mại, chất nhạc thì có độ nhuyễn, nhạc rất là dẻo nhuyễn, kể cả effect cũng thế. Và phần mic thì có lẽ là hơi dư bát một chút, mic và nhạc hơi dư bát một chút, nhưng mà nếu như mà làm tốt ấy thì phải nói rằng còn hay hơn cả X5. Em cũng đã chia sẻ các anh em về cái dòng vang số HS90C mà trước đây em có bán đấy, là còn hay hơn X5 nhiều, còn hay hơn X5. Mà nhiều các anh em nghĩ là đây là cái dòng vang số cỏ, nhưng không phải đâu. Chẳng qua là làm cái dòng vang số này ấy, là khó. Chú em này cũng loay hoay chỉnh mãi rồi đấy, chú em này là cũng chỉnh rất là nhiều rồi, nhưng mà em nghĩ rằng bản thân các anh em là cái người sử dụng ấy, khó căn chỉnh được hay lắm, khó căn chỉnh được hay. Chú này cũng xem em chia sẻ về cái dòng vang số HS90B hay là HS90C, cũng đã tự mình căn chỉnh, nhưng mà phải nói khó. Các bác là người sử dụng thì rất khó, bởi vì nó đòi hỏi cái sự phối hợp rất là kỹ trong nhiều phần nhiều mục. Thì đây là một cái dòng vang số gọi là giá rẻ, thế nhưng mà chất âm hay. Thế thì bây giờ là em mới mở phần, thử phần mic đã. Đây là cấu hình số 1 này, là cấu hình cũ này. Và chú này chú nói chuyện rằng là mic thì đang dư về cái phần âm bát, nhưng mà cũng không hẳn là dư bát đâu. Ở đây cái phần mic này, những cái effect ở trên chiếc vang số này là không được, effect làm chưa được. Trên cái mấu chốt là cái mấu chốt chốt effect, chứ không phải là cái mấu chốt về cái phần equalizer. Cái mấu chốt là mấu chốt về effect. Em chỉ cần lướt qua đây thôi đã biết cái effect này là khó sử dụng rồi. Và bây giờ thử âm này. 1 1 2 6 9 1 1 2 6 9 1 1 2 6 9. Âm lượng mic hiện giờ đang để 30 và cũng đang kết nối với lại loa JBL giáp dựng kìa. Loa JBL bát 30 hàng dựng. 1 1 2 6 9 1 1 2 6 9. Chỉ cần lướt qua cái phần effect thì đã biết rằng là khó sử dụng rồi. Và tiếp đến là cấu hình số 2 này. Xem cấu hình số 2 xem như thế nào. Điểm qua phần mic và phần effect. 1 2 6 9 1 2 6 1 2 6. Mic nó nặng trịch và nó bí như thế này thì làm sao mà sử dụng được. Cái 3 này. Cái 3. 1 1 2 6 9 1 1 2 6 1 1 2 6. Nó có phải là chất giọng của mình đâu, nó là cái giọng của ai ấy. Cái 4 này, xem cái 4. 1 2 6 9 1 2 6 1 2 6. Không phải chất giọng của mình. Như thế thì làm sao hát được, kể cả loa có đắt mấy không hát được đâu. Em nghĩ rằng loa mic đẩy có đắt mấy không hát được với một cái vấn đề làm effect chìm chiếc vang số như này. Và đôi khi cứ nghĩ rằng là chiếc vang số này là vang số giá rẻ, vang cỏ, nhưng mà làm hay vẫn hay mà. 1 1 1 2 2 3 4 5 6 1 1 2 2 3 4 5 6. Đây là cấu hình số 5 này. Thế còn bây giờ sẽ thử cấu hình số 6 này. Đây là số 5 này. Bây giờ sẽ thử cấu hình số 6. Thử cấu hình số 6 xem nào. Đây các bác có thể tham khảo cái effect em làm này. Các bác tham khảo effect nhé. Đây là cấu hình effect này. Thì cái vấn đề effect nó sẽ quyết định rất là nhiều, cho nên rằng là khi làm vang số thì em rất chú trọng đến vấn đề effect. Đây các bác có thể tham khảo này. Mic để có 25 mà, tăng lên 30 nhé. 30. Để đúng 30. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 1 1 2 3 4 4 7 7 2 3 5 1 1 2 4 4 7 7 2 3 5 1 1 2 4 4 7 7 2 3 5 1 1 2. Các bác thấy rằng là đây là cái phần effect em làm này. Đây là cái phần effect.
các bác có thể là tham khảo mối cơ nhà phách. Thế còn về cái cũng dạo qua những cái phần mà em đã căn chỉnh này, đây này, phần mic này, đây là phần mic này, phần music này, phần effect này, sâu dao này, canter này, súp này. Thế còn cái cấu hình cũ này, các bác sẽ thấy như này, một này, cấu hình một này. Dạo qua những phần căn chỉnh này, đây là phần main này, phần mic này, phần music này, phần effect này, phần sâu dao, đây là sâu dao, đây canter, đây súp này. 1 2 6 1 2 6 1 2 6. Với một chất âm như thế này làm sao sử dụng được. Đây còn phần nhạc này, thử phần nhạc nhé. Đây cấu hình cũ là phần nhạc này, phần nhạc. Đây là phần nhạc mà em làm này. Hương xưa ơi, tìm đâu thấy kỷ niệm với một màu hoa tím. Còn lại đây những... Thì căn chỉnh cho chú em này thì em cũng muốn thử chất âm để cho chú ấy, có thể nghe được là chiếc vang số này. Mặc dù là rẻ tiền nhưng mà khi nhận lại chắc chắn là chúng này sẽ có 5 đến 6 chế độ khá hay ở trên chiếc băng số này.